Năm 2017, chứng kiến chuyến công du dài nhất của một Tổng thống Hoa Kỳ đến châu Á trong vòng 25 năm qua, khi Tổng thống Donald Trump thăm chính thức 5 quốc gia ở khu vực này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Chuyến công du được cho là bước ngoặt này đã chính thức khép lại chính sách xoay trục sang châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama để mở ra một chương mới cho chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực này dưới cái tên Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bằng cách khoanh vùng khu vực dưới góc nhìn mới và bỏ qua việc lựa chọn một khẩu hiệu hành động nào đó, Nhà Trắng đã cho thấy ý định rõ ràng của mình là nhấn mạnh vào sự tiếp nối chính sách hơn là sự đột ngột xoay trục, mà ở đó Hoa Kỳ có thể tái cân bằng hôm nay nhưng cũng sẵn sàng rút lui khi không còn có lợi. Giới quan sát nhận định, cùng với việc nhìn lại lịch sử và tập trung vào sự năng động của châu Á, tầm nhìn của ông Trump xoáy sâu vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, khẳng định Hoa Kỳ không tìm cách lấn lướt mà mong muốn làm đối tác với những quốc gia mạnh mẽ, độc lập và sẵn sàng chơi theo luật. Có thể nói, sứ mệnh mà Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đặt ra khi vẽ nên bức tranh Ấn Độ-Thái Bình Dương là phải bảo toàn quyền lực của Hoa Kỳ trong lúc đầu tư tìm kiếm những khả năng mới, cho phép nền kinh tế số 1 thế giới duy trì ảnh hưởng chiến lược trên toàn bộ khu vực châu Á rộng lớn và năng động này. Thưa tiến sĩ Trần Việt Thái, theo ông thì do đâu Tổng thống Donald Trump luôn đề cập tới cái chủ đề Ấn Độ-Thái Bình Dương và ẩn giấu đằng sau cái động thái này là những cái toan tính chiến lược gì của Tổng thống Donald Trump? Sơ bộ thì qua quan sát thì chúng tôi thấy có mấy ý thế này. Một là mục tiêu mà Mỹ muốn khi thông qua cái chiến lược này thì họ muốn duy trì một cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải hàng không. Cái mục tiêu thứ hai mà họ muốn đạt được là duy trì một cái trật tự khu vực dựa trên luật pháp và chuẩn mực quốc tế, mà chủ yếu là những cái luật pháp hình thành từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Đến là cái điểm mà rất là rõ nhất là liên quan đến công ước luật biển năm 1982, cũng như là những cái pháp luật, những cái chuẩn mực khác mà đã được hình thành trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á Thái Bình Dương, ví dụ như không sử dụng vũ lực, không đe dọa vũ lực, ví dụ như vậy. Còn một cái điểm nữa là họ muốn thông qua cái chiến lược này để tập hợp lực lượng và bảo vệ cái sự thịnh vượng kinh tế, cái sự phát triển kinh tế mà họ được hưởng từ nhiều năm nay, đặc biệt là cả cái khu vực châu Á Thái Bình Dương này. Thế còn tính toán về mặt biện pháp thì cho đến giờ phút này thì cũng chưa rõ là họ dùng những biện pháp cụ thể gì. Nhưng sơ bộ thì chúng tôi tách thành mấy nhóm. Cái nhóm thứ nhất là về pháp lý, luật pháp. Thì họ vẫn sẽ nêu cao, đề cao cái luật pháp, đề cao các cái chuẩn mực quốc tế. Cái nhóm thứ hai là nhóm về ngoại giao. Ở trong đó thì có những cái biện pháp ví dụ như là sẽ tiếp tục tham gia vào các cơ chế diễn đàn ở khu vực và dùng các kênh ngoại giao để giải quyết các cái vấn đề, các tranh chấp ở khu vực. Thế còn có các cái nhóm biện pháp khác, ví dụ như biện pháp về kinh tế thương mại để duy trì cái hợp tác kinh tế, mở cửa thị trường, vân vân. Những cái đó là cái nhóm về kinh tế thương mại. Thế còn còn một nhóm nữa là họ cũng không ngừng tăng cường các cái biện pháp gọi là an ninh quốc phòng, trong đó tập trung vào những cái điểm nóng, ví dụ như trên bán đảo Triều Tiên, ví dụ như vấn đề hạt nhân, ví dụ như khủng bố. Thế và họ trợ giúp cho các nước trong khu vực để bảo đảm tốt hơn cái an ninh quốc gia. Thì có thể nói là sơ bộ là chúng tôi nhìn nhận cái vấn đề nó ở góc độ mục tiêu và ở góc độ cái biện pháp và cái họ mong muốn đạt được, các biện pháp mà họ dự kiến sẽ triển khai. Thế còn thời gian tới họ làm như thế nào cụ thể thì vẫn phải chờ đợi thêm, bởi vì hiện nay thì cũng còn có nhiều điểm chưa rõ. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, với cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương thì cái số phận của chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ dưới thời cầm quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng sẽ là một cái bước phát triển mới của cái chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Donald Trump trong cái chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 đã phác họa một cái bối cảnh hay là phác họa một cái chiến lược trong những năm tiếp theo của cái nhiệm kỳ của mình. Và tôi cho rằng thì đó sẽ là một cái chiến lược mà các quốc gia trong khu vực cũng như là toàn thế giới phải quan tâm. Thứ nhất đấy là cái tầm quan trọng của hai cái đại dương lớn nhất là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và nó kết nối những cái nền kinh tế có thể nói là lớn nhất ở khu vực. Và đặc biệt ấy, thì nó nhấn mạnh tới cái hợp tác mà tôi nghĩ ở đây, cái điểm mới đây này không phải là cái mô hình
trục và nan hoa, tức là không phải là cái mô hình truyền thống song phương giữa Mỹ và các nước đồng minh, mà đây là một thử nghiệm tôi nghĩ rằng là đa phương với cái gọi là tứ giác kim cương, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Và như vậy thì đấy là một trong những cái sự chuyển dịch tôi cho rằng lớn nhất về mặt an ninh đấy, trong những năm tiếp theo. Và như vậy có thể nói rằng là châu Á Thái Bình Dương, cái chiến lược đó không mất đi, mà bây giờ nó được mở rộng, nó bao hàm thêm những cái nội dung mới, và nó tạo cho Mỹ một cái vị thế mới đấy, trong cái chiến lược an ninh quốc gia mới. Cũng nhắc tới là ASEAN và APEC vẫn là đấy, những cái nền tảng, những cái cơ sở cho một cái kiến trúc an ninh mới. Đấy, cái triển vọng của nó vẫn là sự quan tâm của Mỹ ở cái khu vực này, và cái sự hiện diện của Mỹ vẫn là chắc chắn. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh. Thưa tiến sĩ Trần Việt Thái, trong cái chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ vừa được công bố vào thời điểm cuối năm 2017, thì lần đầu tiên cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được đưa vào như một nội dung chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Ông bình luận như thế nào về điều này? Với cái chiến lược an ninh quốc gia, và đặc biệt là với cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, có thể nó khẳng định là trong năm tới này, Mỹ sẽ có một cái chiến lược rõ ràng hơn, và họ, cái hành xử của họ cũng sẽ dễ được dự báo. Cái điểm thứ hai đấy là Ấn Độ-Thái Bình Dương rõ ràng là một phần trong cái chiến lược an ninh quốc gia của họ. Đây là cái thông điệp quan trọng, và họ mở rộng cái không gian Ấn Độ nối với Thái Bình Dương với cái hàm ý là bây giờ là cạnh tranh nước lớn, nó không chỉ thuần túy ở Thái Bình Dương. Và cái điểm thứ ba là họ cần phải tập hợp một số nước. Nếu chúng ta nhìn vào cả cái cục diện châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thì chúng ta thấy là Biển Đông có vị trí rất quan trọng trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương này, và chính Đà Nẵng là cái tâm điểm. Đấy cũng là lý do vì sao mà họ chọn Đà Nẵng để công bố cái chiến lược. Và chính ông Trump nói là Đà Nẵng là trái tim của cả khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ngoài ra đấy thì tôi nghĩ rằng là đối với Mỹ, Nhật và các cái lực lượng đồng minh của họ thì ở phía Bắc lực lượng của họ là tương đối nhiều, tương đối dày dặn. Thế còn xuống phía Nam lực lượng của họ nó mỏng hơn. Lực lượng của họ nó mỏng thì họ cần phải tập hợp lực lượng để cho cái lực lượng nó dày dặn hơn, phối hợp nó tốt hơn. Đơn cử như ví dụ như là hậu cần, khi họ xuống phía Nam này thì họ có nơi tiếp liệu, họ có nơi nghỉ dưỡng, sửa chữa. Đấy là đơn giản, còn chưa nói đến tác chiến, chỉ nói đến hậu cần là đã như thế. Chưa kể là những cái giao thương về mặt kinh tế thương mại cũng nhiều hơn. Thế rồi là cái ngoại giao, rồi là các cái pháp lý vân vân. Nếu mà họ kéo được những cái nước này vào thì sẽ thuận lợi hơn cho họ. Do vậy có thể nói là cái tính chất can dự và lôi kéo sẽ nhiều. Thế còn cái tính chất ngăn chặn là có, nhưng mà cũng ở mức vừa phải, nhất là ở phía Nam của cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương này. Thưa quý vị và các đồng chí, theo dự báo của nhiều tổ chức, trong đó có Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, thì những vấn đề địa chính trị trong năm 2018 thì sẽ chủ yếu xoay quanh nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố và vấn đề chiến tranh thông tin. Các chuyên gia của IISS cho rằng mối quan ngại lớn nhất trong năm tới sẽ là hồ sơ hạt nhân của Triều Tiên.